hành trình xuyên rừng bắt đầu. Rồi, chuẩn bị ra khỏi dây cá. Chúng ta đang tăng tốc. Wow, rồi. Có nên giảm tốc độ lại không? Tuyệt vời. Nhanh lên Tùng ơi. Quá tuyệt. Vẫy tay chào người phía sau coi. Tùng rồi. Xả luôn đi anh Tùng, xả luôn, xả luôn. Đẩy mạnh lên. Không, giờ nó tự rồi, để tôi trước luôn.